Tin tức mới nhất trên Người Lao Động và Việt Nam Net cho hay thanh tra sở TT và TTTINHCAMAUDABANHQUISTDINHXUPHATVIVHAMHCHINHDOIVERITBT 39 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời 7,5 triệu đồng. Theo đó, vào hôm 18 tháng 2, Sở TT và T tỉnh Cà Mau đã phát hiện tài khoản Facebook Trịnh Thư chia sẻ đoạn video với nội dung hồ sơ mật Tuấn Khỉ gia nhập tình báo Hoa Nam Bộ Công an bất lực chịu nghiện trường giả. Hình ảnh đoạn video được người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh, Facebook tiến hành xác minh, cơ quan chức năng đã xác định chủ tài khoản Trịnh Thư là của bà Tổng Bí Thư, 39 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vào ngày 20 tháng 2, Sở TT và T đã phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau, cùng các đơn vị liên quan làm việc với bà. Trước đó, bà T xác nhận trên mạng xã hội xuất hiện video hồ sơ mật Tuấn Khỉ gia nhập tình báo Hoa Nam, nên bà chia sẻ cho mọi người xem nhưng không xem nội dung video có gì. Bà T cũng cho hay do không biết đoạn video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật nên bà đã chia sẻ. Sau buổi làm việc với cơ quan công an, bà T đã xóa bỏ đoạn video trên. Let's Block X. Why?